Ngày 18 tháng 12 giờ địa phương, cảnh sát Paris, Pháp đã phải sử dụng các biện pháp mạnh để giải tán đám đông quá khích ở đại lộ Champs-Élysées sau trận chung kết World Cup 2022. Theo đó, sau khi tuyển Pháp thua trước Argentina, những người quá khích đốt pháo, đập phá khiến cảnh sát Paris phải triển khai lực lượng chống bạo động. Đơn vị này đã nhanh chóng dùng hơi ga để giải tán đám đông, bắt giữ những người quá khích tấn công cảnh sát. Khoảng một tiếng sau khi kết thúc trận chung kết, cảnh sát đã bắt giữ 10 người tàn trữ chất gây cháy nổ. Theo truyền thông Pháp, khoảng 2.700 cảnh sát đã được triển khai tại Paris trước trận chung kết World Cup 2022 để đảm bảo an ninh. Hiện chưa có thương vong được ghi nhận, các thiệt hại về tài sản đang được thống kê.